hai cái phần hốc mắt nha. Đây, ở đây mình sẽ đi tạo hai cái phần hốc mắt. Đây, chúng ta sẽ tạo ra hai cái phần hốc mắt như thế này. Đây, hơi lóa. Ta sẽ tạo như thế này nha các bạn nha. Rồi sau khi chúng ta đã tạo ra hai cái phần hốc mắt rồi, đây chúng ta sẽ lấy một ít màu trắng. Ta sẽ lấy một ít màu trắng. Để chúng ta làm quả lòng trắng cho phần mắt của mình. Rồi, sau đấy là chúng ta sẽ làm bè nó ra. Đây, sau đấy mình sẽ làm bè nó ra như thế này. Đây nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy một ít màu đen để mình làm con ngươi, con mắt. Đây mình sẽ nặn tròn và mình làm con ngươi cho con mắt như thế này. Rồi, sau đây là chúng ta sẽ làm bè nó ra. Đây, ở đây chúng ta sẽ làm hốc mắt hai cái phần mắt của cô gái như thế này nha các bạn nha. Rồi vào đây thì chúng ta sẽ tạo được ra cái phần hốc mắt của cô gái như thế này. Sau khi chúng ta đã tạo ra cái phần hốc mắt rồi, đây mình sẽ lấy một ít màu đen để mình tạo cái phần lông mi cho cô gái của mình. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng màu xanh lăng.